Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác quay trở lại với kênh của Lương Thanh. Và hôm nay bên em có đơn hàng gửi cho bác khách ở Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang. Anh Trần và anh có lấy bên em đó là một cái bộ combo các bác nhé. Và trong cái video này thì em sẽ quảng cáo về hai cái dòng sản phẩm. Một đó là cái con loa Full Bass 30 đến từ thương hiệu là DB Acoustic, và mã của con loa này là con KS912. Và để mà đánh hai cái con loa này thì bác khách có lấy bên em một cái con đẩy nữa. Và đây là cái dòng đẩy 4 kênh các bác nhé. Và dòng đẩy 4 kênh này có mã là EA406. Nó là cái dòng đẩy 4 kênh và mỗi kênh công suất của nó là 600W. Và một kênh của nó thì có thể đánh được thoải mái một con bass 30 hoặc là một con bass 40. Và thì những thời gian gần đây DB Acoustic đã không ngừng cải tiến những cái thiết bị âm thanh của mình. Và thương hiệu DB Acoustic thì luôn luôn bắt kịp thời đại, bắt kịp xu hướng. Và nó sẽ có một cái mắt thẩm mỹ rất là hay, rất là tốt. Vì những cái sản phẩm mà họ đưa ra thị trường thì đều là những cái model chất lượng, bắt mắt, sang trọng. Và cái chất âm của cái dòng loa này thì nó sẽ đạt được những cái đáp ứng được mọi cái nhu cầu tiêu chuẩn âm thanh khắt khe nhất. Và với cái thiết kế hiện đại trẻ trung thì nó sẽ đem đến chất âm tuyệt vời và hứa hẹn sẽ không làm các bác thất vọng về cái dòng loa KS912 này. Và đầu tiên là tổng thể về cái con loa thì các bác có thể thấy là cái thiết kế vóc dáng rất là khỏe khoắn đúng không ạ? Và cái kích thước chiều rộng cao sâu lần lượt thì em sẽ đo để cho các bác có thể, nếu mà các bác muốn mua những con loa này, các bác sẽ ướm trước được cái không gian phòng và các bác sẽ ướm trước được cái chỗ để các bác kê kích. Em sẽ đo chiều cao này, chiều sâu này và cái bề ngang của cái con loa này các bác nhé. Và ở trên cái thông số kỹ thuật của sản phẩm thì nó cũng sẽ có cái thông số rồi, nhưng mà em sẽ đo trực tiếp luôn để cho các bác cùng xem. Thứ nhất là cái chiều cao của con loa. Chiều cao con loa rơi vào 61 phân các bác nhá. 61 phân. Chính xác theo cái thông số nhà hãng đưa. Tiếp theo là về cái chiều ngang. Chiều ngang của con loa là đo cái phần bề mặt của nó từ cái điểm xa, hai cái điểm cách xa nhau nhất này, thì nó rơi vào là khoảng 36 phân các bác nhá. 36 phân. Và về cái chiều sâu của loa, đo từ cái gáy cho đến cái phần ê căng trước mặt thì nó sẽ rơi vào là 39 phân ạ. 39 phân. Đó, các bác lưu ý nhá, chiều cao lần lượt là cao 61 này, ngang 36 và sâu 39. Và trọng lượng của cái con loa này thì nó rơi vào là 20,5 kg nguyên loa. Còn nếu mà các bác đóng vào trong hộp thì cái khối lượng nguyên thùng của nó thì sẽ là 22,6 kg. Và với cái trọng lượng này thì nó sẽ không hề gây khó khăn cho các bác khi mà lắp đặt hay là vận chuyển hoặc là bố trí ở các không gian khác nhau. Và cái phần thùng loa được thiết kế từ chất liệu gỗ ép cao cấp, giúp loa hoạt động ổn định, hạn chế rung lắc này. Và cái lớp vỏ cứng cáp này thì chịu được lực tác động va đập rất là mạnh từ bên ngoài. Và phủ bên ngoài cái lớp vỏ loa này thì nó là cái lớp sơn sần đen tuyền, chống nước, chống xước và thích hợp với cả không gian nội thất của gia đình. Và cái hệ thống củ loa bố trí ở mặt trước được che chắn bởi cái tấm ê căng cỡ lớn các bác nhé. Và cái lớp ê căng này nó sẽ có hai lớp. Ở bên ngoài đó là cái lớp bằng kim loại và phía đằng sau sẽ là lớp ê căng bằng vải dù. Nó sẽ tránh tác động vật lý, bảo vệ bao loa bên trong. Và cái lớp ê căng phía đằng sau là lớp vải dù thì nó sẽ tránh bụi bẩn, tránh côn trùng chui vào và làm hư hỏng các linh kiện ở bên trong loa. Và ở trước ê căng này thì được bố trí nổi bật đó là cái thương hiệu DB Acoustic ở chính giữa các bác nhé, làm tăng tính thẩm mỹ và tăng cái độ nhận diện thương hiệu. Và ở phía trên cùng này sẽ có logo của DB Acoustic này. Cái phần ê căng này thì được cố định bằng vào cái vỏ hoa, cái lớp gỗ bằng rất là nhiều những con vít lục, đây là con vít sao các bác nhé. Vít sao bằng kim loại và bên trong sẽ có ren kim loại. Thế nên là nó rất là chắc chắn, nó không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây ảnh hưởng đến cái lớp gỗ vỏ loa. Và ở phía những cái mặt loa ấy thì nó sẽ có cái gông vách. Nó sẽ là những cái tấm gỗ ghép vào nhau các bác nhé. Và nó sẽ có cái gông vách ở phía bên trong. Và cái gông vách này thì nó sẽ có ở tất cả các mặt, mặt trên, mặt dưới, cứ cái bên cạnh nào ghép vào nhau thì nó sẽ có cái phần gông vách này. Thì con loa này sẽ được đảm bảo rất là chắc chắn. Và cái phần ở phía mặt trên này này thì nó sẽ có thêm cả cái hai cái phần ốc để chúng ta có thể bắt được tai, để chúng ta có thể treo con loa lên hoặc là chúng ta có thể bố trí nó theo nhiều các tư thế treo khác nhau. Bởi vì hai bên sườn nó cũng sẽ có này các bác này, hai cái con ốc này để chúng ta treo những cái giá, ví dụ như là em đang treo cái đôi loa ở phía bên trên cái giá này các bác nhé. Đấy, chúng ta có thể là treo nó theo tư thế đứng, treo nó theo tư thế nằm ngang, hoặc là các bác có thể là để nó ở trên những cái chân gỗ như thế này,
để các bác để trong gia đình, bày biện trong gia đình. Hoặc là các bác cũng có thể là để nó chuyên nghiệp hơn bằng cách là các bác sử dụng những cái chân ba chạc như này nhá, chân ba càng như này. Các bác sẽ để những con loa lên, anh em đi làm sự kiện thì thường sử dụng những cái chân loại như này. Hoặc là các bác cũng có thể là để lên trên những cái con loa súp nào mà có cái đế chôn chân ở dưới, cái đế chôn loa ấy, thì các bác có thể là để những cái cột loa. Ví dụ em đang có cái đôi loa sao kinh, cái chân loa, cái cột loa sao kinh thì các bác để những cái đôi loa full lên nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Hoặc là cái con loa này các bác cũng thể để nó nằm, nếu mà các bác làm sân khấu sự kiện nhiều, muốn có cái những cái con loa hỗ trợ lời cho nhạc sĩ, cho ca sĩ, thì các bác để những con loa này hướng về phía nhạc sĩ để làm loa monitor, để họ có thể kiểm soát được âm thanh, kiểm soát được giọng hát. Và ở cái phía mặt đằng sau đó chính là những cái cổng kết nối đường ra vào của thiết bị, và mặt khác là cho người dùng phối ghép dễ dàng với hai dạng kết nối cổng bằng jack Newchick chính hãng và bằng dây đồng truyền thống, đảm bảo kết nối ổn định và chắc chắn các bác nhé. Các bác có thể là sử dụng một là dây đồng, các bác kết nối vào cái chỗ ốc vít này này. Đấy, các bác cắm thẳng dây, chúng ta không cần qua cái jack Newchick nữa, nhưng mà anh em đi làm sự kiện thì thường sử dụng cái đường jack Newchick này, nó sẽ nhanh hơn và gọn hơn và nó chắc chắn hơn các bác nhé. Đấy, còn nếu mà các bác dùng ở gia đình thôi, các bác không biết đấu nối, hoặc là những cái việc đấu nối này nó làm các bác mất thời gian, thì các bác đấu thẳng trực tiếp vào cái đường jack vặn cài này giúp em thì nó sẽ là nhanh nhất. Và nó sẽ có hai đường jack Newchick để làm gì, là để bác có thể là câu âm thanh từ loa này sang loa khác, đấu theo kiểu song song các bác nhé. Đấy, ví dụ là các bác để ví dụ ba con loa cạnh gần nhau đúng không ạ, thì các bác chỉ cần một đường dây âm thanh từ con đẩy vào thôi, sau đó các bác sẽ nối các con loa vào với nhau. Và lưu ý khi mà các bác nối loa vào thì trở kháng nó sẽ tụt xuống nhá, và các bác phải lựa chọn đẩy sao cho nó phù hợp. Và về cái chất âm và tính năng của loa KS912 thì cấu tạo loa thì đây là con loa hai đường tiếng các bác ạ. Nó sẽ có là một loa chép ở phía bên trên và một củ loa bát ở phía dưới. Bát này là bát 30 các bác nhá. Và cái kích thước côn và từ của cái loa chép và loa bát thì đều ghi ở trên cái vỏ hộp này các bác này. Trên vỏ hộp nó cũng sẽ có thông tin nhá. Và với cái việc kết hợp hai đường tiếng như thế này thì nó sẽ cho cái chất âm thanh tách biệt và rõ ràng. Sự kết hợp giữa hai củ loa thì cho chất âm sâu lắng, chân thực, và khi xuống thấp ý, nhờ có sự hỗ trợ của cái chép này thì chất âm vẫn rõ ràng này, sáng rõ và thanh thoát, hạn chế chói âm và chói tiếng khi lên cao. Và cái công suất của con loa này theo nhà hãng công bố thì nó từ 450W và cực đại đạt 1500W các bác nhé. Thế nên là chất âm của nó vô cùng mạnh mẽ và khả năng khuếch đại âm thanh lý tưởng, thích hợp chơi tốt ở nhiều thể loại âm thanh khác nhau. Các bác có nghe nhạc bolero cũng được này, nhạc vàng cũng được, nhạc dancer, nhạc remix non stop vân vân, lạc nhạc nào cũng các bác cũng có thể sử dụng con loa này để chơi được các bác nhé. Rất là hay ạ. Và kết hợp với góc phủ âm rộng, con loa này nó sẽ cho góc phủ âm rộng, có nghĩa là các bác ngồi ở phía bên cạnh loa, hay là ngồi, chứ các bác không cần ngồi thẳng loa, nhưng mà các bác vẫn có thể là nghe được những cái âm thanh tái tạo một cách hoàn hảo và hoàn chỉnh. Thế nên là các bác có thể cảm nhận chất âm đầy đủ ở mọi không gian khi mà các bác sử dụng cái con loa KS912 này. Và với cái trở kháng của con loa theo công bố của nhà hãng là 8 ohm, thì các bác có thể là lắp ghép với cả nhiều các thiết bị cục đẩy hoặc là vang số khác nhau, nó sẽ có độ tương thích rất là cao. Và không gian sử dụng thì cái con loa này các bác có thể sử dụng trong không gian kinh doanh gia đình, sân khấu, hội họp, đáp ứng nhiều nhu cầu của người sử dụng. Và bên em sẽ bảo hành tất cả những sản phẩm của DB Acoustic hàng chính hãng là 1 năm các bác nhé. Khi sau khi mà bên em test loa xong, bên em sẽ dán cái tem của Lương Âm Thanh vào và bên em mới bàn giao cho khách hàng. Và con loa này thì em sẽ cho các bác nghe một phần cái chất âm của nó các bác nhé. Và bây giờ em sẽ cho nhạc vào này. Hiện tại đây em đang sử dụng cái cục đẩy. Cục đẩy này là cục đẩy của DB luôn các bác nhé. Con này là con D4008, nó tương tự với cả cái con E406 kia, nhưng mà cái âm thanh, cái công suất của cái con loa này nó sẽ hơn 200W mỗi kênh so với cả con đẩy E406. Và ở clip sau thì em sẽ test cả cái con E406 nữa trước khi mà bàn giao cho khách hàng. Và bây giờ em sẽ cho âm thanh lên các bác nhé. Ok. We'll be right back.
Và vừa rồi các bác đã thưởng thức qua cái chất âm của con loa này đúng không ạ? Và các bác có thể thấy là khi mà em quay em sẽ đi xung quanh cái con loa và âm thanh của nó khuếch tán, cái độ khuếch tán của nó rất là rộng, thế nên là đứng ở nhiều vị trí khác nhau thì cái chất âm nó mang lại thì vẫn rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái tiếng bass của nó đánh rất là căng các bác nhá. Đây là dòng cao cấp của DB Boutique. Và cái mức giá của con loa này là dưới 16 triệu đồng các bác, dưới 16 triệu đồng đôi loa full bass 30 cao cấp chính hãng của DB. Các bác nào mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988646683 các bác nhé. Bên em là bên Lương Thanh. Và bên em có rất là nhiều những cái dòng loa full 25 này, full 30, full 40, rồi loa súp, súp đôi, súp kép, rất rất là nhiều các thể loại loa khác nhau để phục vụ các bác. Kể cả có cả những cái dòng loa bookshelf, các bác có thể thấy là cái con loa của DB đây em đang để ở trên này này. Nó là loa bookshelf đây các bác nhé. Sang trọng, cực kỳ sang trọng và chất âm của nó rất là tuyệt vời. Đấy, và có rất là nhiều các loại loa của những cái thương hiệu khác nhau nữa. Ai mà các bác nào mà muốn tư vấn kỹ càng hơn thì hãy gọi điện bên em, thì bên em sẽ tư vấn sao cho các bác có thể lựa chọn cho mình một cái bộ loa phù hợp với không gian gia đình, phù hợp với mục đích sử dụng và phù hợp với cả kinh tế. Cảm ơn các bác và em xin dừng cái clip này ở đây ạ.